Dự kiến cả năm 2019, cả nước sẽ nhập khẩu khoảng 150.000 tấn thịt gà các loại để bù đắp lượng thịt lợn bị thiếu hụt do dịch tả lợn châu Phi. Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam hồi phục từ mức thấp nhất 4 tháng qua, đạt hơn 31.000 đồng 1 kg. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thị trường Nông sản. Mở đầu là những diễn biến mới nhất trên thị trường trong những ngày qua. Thưa quý vị, dự kiến cả năm 2019, cả nước sẽ nhập khẩu khoảng 150.000 tấn thịt gà các loại. Con số này cao hơn năm 2018 khoảng 30.000 tấn và cao gần gấp đôi năm 2017. Đây là dự báo được Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra mới đây. Tuy nhiên, cùng này khẳng định dù đây là con số khá lớn song sẽ không ảnh hưởng đến thị phần và giá thịt gà trong nước. Theo Cục Chăn nuôi, năm 2016, Việt Nam nhập khẩu hơn 122.000 tấn thịt gà. Năm 2017 nhập hơn 85,8 nghìn tấn, năm 2018 là hơn 128 nghìn tấn. Và tính trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu hơn 105 nghìn tấn thịt gà. Dự kiến trong cả năm 2019, con số này sẽ đạt 150 nghìn tấn. Trong đó chỉ có 60% là thịt đùi, gà nguyên con chiếm 13,3%. Còn lại là các sản phẩm cánh, chân, mề, gan, da, xương sụn. Giá bình quân cho các sản phẩm là 0,913 đô la Mỹ 1 kg. Theo Cục Chăn nuôi, số lượng thịt gà nhập khẩu có tăng nhưng không tăng nhiều. Nhập khẩu thịt gà tăng một phần là do bệnh dịch tả lợn châu Phi làm giảm sản lượng thịt lợn trong nước. Tuy nhiên, người Việt Nam không ăn nhiều gà công nghiệp. Gà nhập khẩu về chủ yếu để sử dụng làm nguyên liệu chế biến thực phẩm. Do đó, số lượng thịt gà các loại nhập khẩu vào Việt Nam không ảnh hưởng đến thị phần và giá thịt gà trong nước. Thưa quý vị, ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu Phi không chỉ khiến các doanh nghiệp nhập khẩu số lượng lớn thịt gà, mà nhập khẩu thịt lợn từ đầu năm đến nay cũng tăng đột biến. Hiện mỗi kg thịt lợn nhập khẩu về Việt Nam đang có giá rẻ hơn thịt lợn hơi trong nước là khoảng 10.000 đồng một kg. Và trong 9 tháng qua, thì tổng lượng thịt lợn các loại nhập về Việt Nam đã đạt trên 14.800 tấn, trị giá là trên 29,1 triệu đô la Mỹ. Trong đó, thì riêng thành phố Hồ Chí Minh nhập tới 10.820 tấn, trị giá là 21,3 triệu đô la Mỹ. Năm thị trường gồm Brazil, Ba Lan, Mỹ, Bỉ và Tây Ban Nha đang dẫn đầu về lượng và kim ngạch xuất khẩu thịt lợn sang Việt Nam. Trong đó, Brazil giữ vị trí số 1, chiếm hơn 50% tổng lượng lẫn kim ngạch. Trong đó, thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ có giá trung bình chỉ 49.000 đồng 1 kg, thịt lợn Brazil chỉ 47.000 đồng 1 kg, thịt lợn từ Ba Lan rẻ hơn chỉ 45.000 đồng 1 kg. Đây chủ yếu là các loại xương, cổ, vai nách và là nhóm thịt có mức giá rẻ nhất được doanh nghiệp nhập về làm thực phẩm chế biến. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc các doanh nghiệp tăng nhập khẩu thịt lợn nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh, nhất là các tháng cuối năm vào dịp Tết Nguyên đán sẽ có nhu cầu lớn là hoạt động kinh doanh bình thường. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nhập khẩu ồ ạt thịt lợn sẽ gây khó cho ngành chăn nuôi trong nước. Một khi thịt nhập chiếm lĩnh thị trường trong nước, ngành chăn nuôi sau dịch bệnh rất khó hồi phục. Trong đó chất lượng thịt nhập khẩu cũng là vấn đề vì có loại giá về cảng Việt Nam chỉ xấp xỉ 30.000 đồng một kg. Xin được chuyển sang những thông tin về thị trường một số mặt hàng nông sản trên thế giới. Thưa quý vị, trong tuần qua thì giá cà phê trên thế giới đã trải qua 6 lần biến động về giá, trong đó thì có một phiên không đổi hồi đầu tuần, 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Đầu tuần này mặc dù giá cà phê trong nước đã phục hồi lên mức từ 30.900 đồng tới 31.400 đồng một kg nhưng vẫn sụt giảm từ 200 tới 300 đồng một kg so với tuần trước. Tại châu Á thì giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam cũng đã phục hồi từ mức thấp nhất 4 tháng qua ở mức là 31.000 tới 31.500 đồng một kg. Giá cà phê hiện nay thấp chủ yếu là do sản lượng tăng quá mức hai niên vụ liên tiếp thị trường chứng kiến thặng dư cà phê. Cho đến niên vụ 2018-2019, mức dư thừa cà phê lên tới 8 triệu bao, loại 60 kg, tương đương với 5% tổng sản lượng toàn cầu. Trong hai thập kỷ trở lại đây, sản lượng cà phê thế giới tăng 50%, chủ yếu từ các hộ gia đình. Còn tại Việt Nam, cà phê nhân sô được bán với giá 31.000 đồng tới 31.500 đồng 1 kg, tăng từ 1 tới 1,5 nghìn đồng 1 kg so với tuần trước. Nguyên nhân là do lượng tồn trữ cà phê vụ 2018-2019 không còn nhiều trong khi một số nhà xuất khẩu vẫn cần mua để thực hiện những hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, nhiều thương nhân dự báo giá chưa chắc sẽ tăng hơn nữa do vụ thu hoạch 2019-2020 sẽ diễn ra sôi động từ giữa tháng 11 khiến nguồn cung sẽ tăng mạnh.